Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho các bạn một trong những dòng lan rất là dễ trồng. Siêng bông, ra bông quanh năm suốt tháng. Tết ra bông, sau Tết ra bông mà trước Tết cũng ra bông. Đó chính là những cây lan Dendro. Trong dòng Dendro thì có rất là nhiều mặt bông khác nhau để sưu tầm ra những mặt bông đẹp. Hương thơm, Sóc Cò xin nhấn mạnh là hương thơm thì có rất là ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hôm nay Sóc Cò đi vườn và lựa ra được 3 cây Dendro nắng rất là đẹp, hàng thuần than, cây khỏe mạnh. 3 cây, 3 màu, hương thơm và vô cùng siêng bông. Đó chính là cây bà liễu xưa, 5 cánh trắng lưỡi tím, cánh bay lưỡi bẹt, hoa thơm, rất đẹp. Dòng này chơi bông lên tới 90 ngày. Cây thứ hai có biệt danh là thiên hạ đệ nhất hương thơm. Đó chính là cây pen soda xưa, 5 cánh vàng, lưỡi màu nâu cam, rất là đẹp. Dòng này chơi bông được khoảng 60 ngày đổ lại, rất thơm, màu vàng giống như hoa mai ngày Tết. Và một mặt bông rất là đẹp, có lưỡi màu ruby, cánh màu hồng sọc, gam màu rất là nổi bật. Đó chính là cây Dendro nắng bò tím. 3 cây, 3 màu, tất cả đều là hàng thuần than, cây khỏe mạnh. Việc của các bạn rất là đơn giản, sưu tầm những cây này về và chúng ta chỉ cần là kiếm một cái móc dây kẽm, các bạn treo lên giống như Sóc Cò như thế này này, thì cây sẽ khỏe mạnh, không cần để bóc tách cắt xén gì cả. Nếu chúng ta mà không kinh nghiệm mà chúng ta mua phải những cây sơ dừa như thế này thì trồng rất là khó khăn. Thay vì trải qua những cái game là khó khăn như vậy thì Sóc Cò sưu tầm những cây hàng thuần than như thế này để các bạn về trồng dễ dàng hơn. Tất cả những em này thì sẽ ra bông vào dịp Tết 2025. Hiện tại Sóc Cò đang chia sẻ một chậu Dendro nắng hàng thuần than với giá là 65.000 một chậu. Các bạn mà mua 5 cây, một combo 5 cây sẽ được miễn tiền ship hàng thuần than. Tên thì Sóc Cò sẽ viết dưới chậu cho các bạn. Và các bạn chỉ việc treo lên mà thôi, không cần phải bóc tách gì cả. Cây sơ dừa thì chúng ta phải bóc tách, riêng hàng thuần than thì không cần phải bóc tách. Có nhiều cây bắt đầu là thắt ngọn và có dấu hiệu là đang ra ngồng, lác đác ra ngồng. Các bạn mà lấy 5 cây thì Sóc Cò có thể lựa cho các bạn được 1-2 cây, khoảng 1-2 cây có ngồng. Và 3 cây kia thì khoảng 20 ngày nữa các em sẽ ra ngồng và lại chơi Tết tiếp. Rất là thơm, bà liễu rất là thơm, chơi bông 90 ngày. Gam màu rất là đẹp, đó chính là trắng tím, chủ đạo của hoa phong lan. Và cây tiếp theo đó chính là cây pen soda. Hàng thuần than, Sóc Cò sẽ viết chữ pen lên trên chậu. Chậu thì được 3 thân, 2 thân già, 1 thân tơ. Em này thắt ngọn và đang chuẩn bị ra ngồng. Các bạn mà thích pen soda mà cây lác đác có ngồng, Sóc Cò sẽ lựa được 1-2 cây có ngồng để các bạn chơi thưởng thức bông nhé. Có rất là nhiều cây lác đác. Đây là khu vực cắt nước để gửi hàng cho khách và có rất là nhiều cây có thể là nhú ngồng. Các bạn thích pen thì Sóc Cò sẽ lựa được 1-2 cây có ngồng. Rất là đẹp. Một màu trắng tím, một màu vàng. Và tiếp theo đó chính là màu tím chủ đạo của hoa phong lan. Rất là đẹp. Nếu các bạn mà có dịp mà đi sang sân bay Bangkok của Thái Lan ấy, các bạn biết là cái cây màu tím này, nó là màu chủ đạo của sân bay và cũng là cái niềm tự hào của Thái Lan. Đó chính là màu tím này. Phong lan rất là đẹp. Sóc Cò cực kỳ thích cái cây màu tím này. Bò tím thì Sóc Cò sẽ gửi cho các bạn những cây là hàng thuần than, khỏe mạnh, cây đã thắt ngọn, đứng ngọn rồi. Em này khoảng 20 ngày nữa sẽ làm bông cho các bạn. Đây là bà liễu xưa. Đó. Rất là đẹp. Sóc Cò thường hay nói vui đó chính là các bạn mà muốn kiếm một dòng lan rẻ tiền, siêng bông, ra bông quanh năm suốt tháng, hương thơm, thì không nên bỏ qua những cây Dendro nắng. Dendro nắng có thể nói là dòng lan quốc dân, rất là nhiều người trồng. Đẹp không các bạn? Rất đẹp. Sóc Cò chia sẻ cảm nhận tại vườn. Có thơm thì nói là thơm, không thơm thì Sóc Cò sẽ nói là không có thơm. Các bạn nếu mà chưa có điều kiện, chúng ta có thể sưu tầm là mỗi cây một loại, như là một bò, một liễu, một pen, để trồng trải nghiệm xem là có đúng mặt bông như Sóc Cò chia sẻ không. Và khi mà mặt bông đã sổ ra hương thơm thì các bạn có thể trải nghiệm thêm là mỗi thứ một cặp, như là hai cây pen, hai cây bò hoặc là hai cây liễu. Và bộ combo này là Sóc Cò bán năm nay là năm thứ 5 rồi, bán đi bán lại, bán tới bán lui, cũng bán có 3 cây này thôi mà đi cũng rất là mạnh. 3 cây này có thể nói là dòng quốc dân á, rất đẹp, rất đẹp, hàng thuần than, đẹp mướt. Trước khi gửi hàng cho các bạn thì Sóc Cò sẽ cắt nước
cắt nước thật là khô để đóng hàng cây không có bị hư hại. Và ngoài ra thì Sóc Cò cũng có chia sẻ thêm, đó chính là dòng lan mini Yaya. Đây là cây Yaya, mặt bông của cây Yaya là mặt bông này. Đó. Các bạn có thể là gom đơn làm sao mà 5 cây sẽ được miễn tiền ship. Không những mà mua Dendro, các bạn có thể là mua vũ nữ. Ở dưới là khu vực cây vũ nữ cũng là những cây có ngòng hết rồi. Các em ấy để chơi bông Tết 2025 rất là đẹp. Hàng thuần than rất là đẹp, bò tím thân thủ rất là to. Các bạn mà thích chậu nhiều thân thì một số cò sẽ lựa cho chậu nhiều thân. Chậu nhiều thân thì các em ấy sẽ thấp hơn. Còn nếu các bạn mà muốn chậu cao như thế này này thì cứ lấy chậu 3 thân. Đó, thân thủ cao, to khỏe, thuần than. Giá 65.000 một chậu, 5 cây miễn tiền ship. Còn đâu là phí ship nhanh toàn quốc là 35.000 ship toàn quốc. Trong Nam thì 1 ngày nhận hàng, ngoài Bắc thì là 3 ngày. Mặt bông đẹp. Cây bà liễu xưa là cây cực kỳ là đẹp. Không những đẹp mà còn rất là siêng bông. Mọi người nhìn ngòng của em ra đấy, khủng khiếp không? Rất là khủng khiếp. Dòng này ấy, ngày nào Sóc Cò đi cũng phải lượm vài cánh nó bị gãy. Này. Gãy. Siêng bông quá. Đèo bồng chi cho mệt. Màu vàng, các bạn mà thích màu vàng thì không nên bỏ qua cây pen soda. Đẹp, thơm, dòng này có thể nói là thơm nhất, thiên hạ đệ nhất hương thơm trong dòng đen đô nắng đấy. Tất cả những cái này là chuẩn chơi Tết 2025 đấy các bạn. Rẻ tiền, rất rẻ. 65 ngàn mà thôi. Và trồng lan bây giờ là hàng thuần than, rất là khỏe mạnh. Không có khó khăn như ngày xưa chúng ta trồng những cây sơ dừa hay là dớn chi lê về phải bóc tách ra. Cây thuần than bây giờ trồng rất là dễ lắm, khỏe vô cùng. Nếu các bạn mà chưa có ba cây này, có thể sưu tầm trải nghiệm. Mặt bông rất là đẹp, Sóc Cò bán hàng bảo hành chuẩn mặt bông. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.